ba. Muốn làm gì? Tự do muôn năm. Tự do muôn năm. Mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng ngờ thoát. Con bé để trôi đi mãi rồi một ngày người như vậy mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn đến rồi bỗng sang ngày. Con nhỏ bán rau tầm thường. Ai vui cả mày dịch bằng nó ra cho bằng được. Bỗng chấp canh nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng. Ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc ta gục ngã nhìn ngay trôi hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời mà nào có biết chuyện rằng trời như thế này phúc luôn mà chắc mình dám nghĩ ra được những điều ngơ ngơ thường ngày mà tôi tin mãi. Nhưng mà tại sao tôi phải phục vụ cho cô? Bởi vì anh muốn một vị trí tốt hơn bây giờ. Thật ra cũng không phải là ông chủ mà cũng là tại vì cộng đồng đó đó. Hợp đồng bà rất tức giận về cả hai. Kể từ giờ phút này bà không coi con là con của bà nữa. Mình ơi, mình ơi, mình sao vậy nè? Chị tới nước này rồi mà tụi con không định nói với người lớn sao? Mà muốn nói đến ai? Thì tác giả của nó chứ còn ai nữa. Hai tay phải thả lỏng ra. Đừng bao giờ có suy nghĩ chống đối lại tôi. Happy birthday to you. Nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Ngày hôm qua cơn gió kia cùng làm anh tái tê đêm dài. Ngày hôm qua anh đớn đau khi tình yêu xưa bay đi mất. Anh đã mơ đến phép màu, anh đã mơ đến điều thần tiên. Rồi hôm nay em đến đây cho lòng anh bỗng vui thật nhiều. Rồi hôm nay em đến đây mang tình yêu như anh mong ước. Anh đã thấy rất yên bình, anh đã vui như là trẻ thơ khi người bên anh. Cầm tay em chỉ một phút giây, cả thế giới trong anh mở lối thiên đàng. Cầm tay em lòng anh xuyên sao không nên lời. Cầm tay em lòng anh hát ca một khúc hát yêu thương hạnh phúc tuyệt vời. Cầm tay em lòng anh ước mong chỉ vậy thôi. Người cho anh nồng nàn nắm say, người mang đến cho anh điều ước dịu dàng. Lòng anh mơ về một sớm mai bên nhau hoài. Và mình sẽ chỉ hạnh phúc thôi, chẳng lo lắng vui quên ngày tháng qua rồi. Cảm ơn em đã mang đến anh điều thân
sai lầm của cô là ở đây không ai muốn ngồi tù vạn năng suốt đời. Tại sao cô lại ép chồng tôi bỏ phụ gia nhiều giờ thức ăn? Cô có lương tâm không? Hả? Học trường Tây Ương nào đó có dạy cô đạo đức làm người không? Sao cô nhẫn tâm quá vậy? Có suy nghĩ không mà hại người như vậy? Hả? Đúng là độc ác mà. Rồi cô đánh độc. Tụi có tiền là ngon lắm hả? Người đẹp gì đâu mà ác độc quá trời. Đúng là đánh độc thiệt mà. Cô có biết là cô hại bao nhiêu người không? Tại sao cô phải làm như vậy? Hả? Tại sao? Tôi biết lỗi rồi. Tôi biết lỗi rồi mà. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi biết lỗi rồi. Cô là người có tội. Cô là người có tội. Tôi có tội. Tôi có tội mà. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi biết lỗi rồi mà. Con muốn làm gì thì mặc kệ con. Nhưng mà cấm, con không được nhân danh cứu ba mà làm chuyện bất nghĩa. Bình tĩnh đi ông. Bà má không giúp con thì thôi, con sẽ tự lo cho mình. Con chỉ mong là bà má đừng nói thêm gì nữa. Ngân, mày... con đi đi. Mày... ông mày... ông Hà, ông ơi, ông.
Con ở đâu? Con ở đâu? Em sẽ quyết định ở lại nhà hàng chứ? Không, em chỉ giúp anh thôi. Em cũng đang định nói anh tìm một người quản lý khác, tiếp tục phát triển nhà hàng. Em sẽ đi đâu? Em có việc của em. Hay là em vẫn còn giận anh hả? Em không có quyền gì để giận anh. Em và anh chỉ quen biết nhau qua bản hợp đồng kỳ quặc đó. Khi hợp đồng chấm dứt, chúng ta là hai người xa lạ. Quãng thời gian đó không để lại cho em chút gì sao? Đó là quãng thời gian ý nghĩa nhất đối với em. Vậy tại sao em lại phải đi? Chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà. Em đã coi ba anh và bà nội là hai người thân của em. Chính vì vậy mà em không muốn tiếp tục lừa dối họ nữa. Em cảm thấy mình có lỗi. Em không có lỗi. Người có lỗi chính là anh. Em muốn em và anh ngày mai sẽ nói tất cả sự thật cho ba và nội của anh biết. Con coi có đẹp không? Đẹp lắm á. Mà lâu lắm con mới thấy má vui như vậy đó. Tuấn Anh nói hôm nay sẽ đưa hành trang về để nói một chuyện quan trọng. Má cũng muốn con ở nhà. Dạ. Hôm nay con cũng rảnh mà má. Hơn nữa mình cũng phải làm một bữa liên quan để mừng Tuấn Anh trưởng thành. Tuấn Anh về đó. Nội. Nội, nội khỏe không? Khỏe con. Con nhớ nội quá. Con có quà cho nội nè. Ôi, ba. Nhiều vậy con. Tuấn Anh, lấy rượu đi con. Dạ.
Sen. Dạ. Dọn đồ ăn ra đi con. Dạ. Để con vô phụ Sen. À. Mì Ý con làm đặc biệt cho nội đó. À. Nào, chúc mừng gia đình ta đã đoàn tụ. Con mời nội. Thời gian qua, gia đình ta đã xảy ra khá nhiều chuyện. Nhưng có như vậy, mọi người trong gia đình mới hiểu nhau hơn, có trách nhiệm với nhau hơn. Bà vô cùng cảm ơn Hạnh Trang đã giúp Tuấn Anh hiểu ra sự việc. À, con chỉ... con... Nội hiểu. Con cảm thấy có lỗi khi bị mất đứa bé. Nhưng thôi, đó là số phận con à. Con đừng tự trách mình. Rồi đây hai đứa con sẽ có với nhau những đứa trẻ xinh xắn hơn, bụ bẩm hơn. Ba và nội sẽ tổ chức tiệc cưới thật lớn cho hai đứa, để Hành Trang được đàng hoàng công nhận là con dâu trong gia đình này. Ừ. Con xin phép nội, xin phép ba, cho con được nói đôi lời. Con muốn nói gì cứ nói đi. Trong thời gian qua, con sống trong gia đình mình, nó thật sự có ý nghĩa đối với con. Không biết từ lúc nào, con đã coi nội và ba như nội và ba của con vậy. Từ gia đình này mà con đã trưởng thành hơn. Con không bao giờ quên ơn của mọi người. Nhưng con và Tuấn Anh đã là một chuyện mà ba và nội chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ. Ừ, nội và ba con đã tha thứ cho các con rồi mà. Tha thứ mọi chuyện rồi. Ừ. Nhưng thưa nội và ba, con với Tuấn Anh thật sự không hề có tình cảm với nhau. Và giữa chúng con, cũng không hề có một đứa trẻ nào tồn tại hết. Con nói gì? Nội à, cô ấy nói đúng đó. Đây chính là vở kịch do con dựng lên. Thật ra con không mồ côi như con đã nói, và cũng không phải do dì Năm nuôi dưỡng. Còn con má và Đức Long, em trai của con, nội không hiểu. Nội không hiểu hai con đang nói gì. Con đã trả tiền cho Hạnh Trang để cô ấy làm vợ hờ trong suốt thời gian qua. Thật ra bởi vì con không muốn lấy Kim Ngân. Nội, con xin lỗi. Con xin lỗi ba. Con xin lỗi nội. Xin lỗi ba. Con xin lỗi. Con xin lỗi ba. Ba không ngờ tụi con lại lấy ba và nội để làm trò đùa trong những tháng vừa qua. Hai đứa đã xúc phạm đến niềm tin và tình thương mà nội và ba đã dành cho hai đứa tụi con. Hai đứa có biết là đã làm cho nội và ba thất vọng đến như thế nào không? Hả? Con xin lỗi. Thì không ngờ tụi con mà. Má. Nội. Má. Nội. 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 Má. Nội. Nội à. Nội sao vậy nội? Nội ơi.
nội. Đưa nội lên phòng. Nhanh con, nội nhanh. Con xin lỗi. Con xin lỗi nội. Xin lỗi mọi người. Trễ rồi đó con. Dậy đi, má nấu đồ ăn sáng cho. Cho con ngủ thêm chút nữa đi. Thương má đi học mới về. Ủa má, chị hai đâu rồi má? Chị hai con sáng sớm đã dậy, rồi qua phòng má ngủ nướng tới giờ kìa. Trời ơi, má ơi, chị hai con bệnh rồi má ơi. Ủa, nó bệnh sao vậy? Bệnh hồi nào mày? Đâu có, chị con vẫn bình thường mà. Cái này là không phải bệnh ở ngoài mà là bệnh trong tim má ơi. Ủa, vậy chị hai con yêu rồi đó má. À dạ, nói linh tinh. Thì con gái lớn phải lấy chồng chứ làm sao. Không, con không lấy chồng đâu, con thích ở với má. Rồi á, con còn trị cái thằng nhỏ này nữa chứ. Trời ơi, chị mà ở nhà ai mà chịu nổi chị. Vậy chị ở tới khi nào mà chịu nổi chị thì thôi. Dám nói vậy hả? Ờ, gì vậy? Ơ, má, chị hai đánh con rồi má. Thôi lại, đứng đó. Không, không đứng đâu. Dạ, đứng đâu, không đứng đâu. Lại chị hai. Thôi mà, má, chị hai đánh con kìa. Má. Như vậy là con tính rời khỏi nhà hàng Tuấn Anh thiệt sao? Tại vì con nghĩ chỗ đó không phải dành cho con. Nhưng mà con đã hết lòng vì cái nhà hàng đó thì ít ra con phải có quyền lợi chứ. Dù cái quyền lợi đó không liên quan tới Tuấn Anh. Nhưng mà con không muốn lợi dụng người khác. Với lại con cũng có cửa hàng mà. Đó chỉ là lý do của con đưa ra. Còn nguyên nhân thực sự như thế nào
chỉ có con và Tuấn Anh biết được thôi. Con với Tuấn Anh không có gì hết. Hành Trang nè, dì tính là hôm nào đến để xin lỗi bà Tuấn Anh, con đi với dì không? Con không còn mặt mũi nào đi gặp bà nội và chú Bình hết. Con có cảm giác như là mình là một kẻ lừa đảo. Vô đi. Chào giám đốc. Thưa giám đốc, có mấy người đến xin dự tuyển vào vị trí quản lý ạ. Để trình bàn cho tôi. Thưa giám đốc, cho họ ngày hẹn ạ. Chừng nào tôi coi hồ sơ xong sẽ liên hệ lại. Dạ được ạ. Vị trí này là của Hành Trang, mình sẽ không nhận ai hết. Gọi dì Năm lên phòng, tôi có việc gấp. Mời vào. Mời dì ngồi. Giám đốc, gọi tôi có chuyện gì không vậy? Trước hết, tôi rất cảm ơn dì vì sự có mặt của dì trong thời gian vừa qua. Có gì đâu giám đốc. Đó là trách nhiệm của những người đã coi nhà hàng này như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy mà. Tôi rất vui vì khi dì nghĩ như vậy. Nhưng con người lại không nghĩ như vậy. Ý giám đốc muốn nói đến Hành Trang phải không? Cô ấy luôn luôn làm ngược ý những gì tôi muốn. Cô ấy định để tôi tức chết hay sao? Giám đốc, giám đốc đừng có vội trách Hành Trang như vậy. Đây là cái kết quả tất yếu của bản hợp đồng. Bản hợp đồng nào cũng có thời hạn. Cho dù giám đốc muốn hay là không thì bản hợp đồng cũng phải đến lúc kết thúc. Nhưng mà chưa chắc là đã hết. Ý gì là... Có thể là sau bản hợp đồng này sẽ đến một giai đoạn khác. Giai đoạn này tuy khó khăn hơn nhưng mà chắc chắn là sẽ bền lâu hơn. Ý gì là tôi có cơ hội sao?
Thôi đi bà. Dạ thưa hai anh dùng gì vậy? Cho một chai Dineo đi em. Dạ. Ông đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Ông chờ tôi chút đi. Sao tôi không cho đi? Sao? Là chuyện vợ con hả? Thì cứ nói là đi với tôi đi. Tôi hứa là sẽ trao trả ông trước 10 giờ. Ok. Được rồi, ông chờ tôi chút nha. Chị hai, chị hả? Sao vậy? Chị đâu có sao. Chị nướng đậu bắp khét hết rồi kìa. Hả? Chị có chuyện buồn nữa hả? Ừ. Đâu có. Em làm cái này cho chị vui ha. Gì vậy? Nè, em có đồng xu. Em chỉ cần hô biến thôi là nó sẽ mất. Nè, chị hai nhìn nha. 1, 2, 3. Mất đồng xu. Nè, không có gì hết. Thấy chưa? Nó ở trong đây nè. Tan tan tan. Cô không vui nữa hả? Chị với anh Tuấn Anh có chuyện nữa hả? Em nói tào lao không à? Chị nói ra đi, giữ trong lòng không tốt tí nào đâu, nhất là con gái nữa. Sao? Anh ta không có cái gì để chị bận tâm hết đó. Theo tình hình á là em thấy á anh Tuấn Anh đuổi chị ra khỏi nhà hàng rồi phải không? Tại chị không thèm ở lại chứ bộ. Thì nói tóm lại chị cũng không được ở đó. Nè, em có phải tuổi con cóc không vậy? Thích nhảy vô miệng người khác quá vậy? Ây da. Em giỡn chị chút thôi. Chị hai có muốn em giúp gì không? Mà em thấy anh Tuấn Anh cũng tốt bụng chứ bộ. Tốt chỗ nào? Thì em thấy anh Tuấn Anh làm rể nhà mình cũng được mà. Sao? Tuấn Anh là rể nhà mình dạ. Hả? Nó tào lao quá má. Còn tính giấu má hay sao? Nhưng má biết hết rồi. Nè, con tính sao thì tính nha, chứ con gái có thị thôi đó. Chị hai tưởng mình á là sống lâu trăm tuổi hay là trẻ mãi không già á má. Má. Thôi, nhỏ đánh em hoài à. Má hay chọc con á. Nó nói đúng rồi còn gì nữa. Master Blaster!
Đức Anh. Bạn ông buồn, mong để ngồi một mình từ tối tới giờ. Sao không gọi mấy em ngồi tiếp cho vui? Tôi chẳng thiết. Bây giờ ông chỉ cần có một người thôi. Tôi gọi ông lên đây không phải để ông chăm chọc vào nỗi đau của tôi đâu. Được rồi, có một tiếng rưỡi đồng hồ để ngồi nghe ông kể về nỗi buồn của ông. Sao vậy? Ông chẳng hứa với sư tử nhà tôi, hứa trả tôi về trước 10 giờ sao? Thì mình cứ hứa đại vậy thôi. Còn về giờ nào là do mình chứ. Đối với các bà vợ, không có gì là đại được. Cái gì cũng phải chính xác từng giây. Lấy vợ khổ như vậy, sao ông cứ đâm đầu vô là sao? Có thằng muốn đâm đầu vô mà không xong kìa. Nghe ông nói, hình như là Hạnh Trang đã kết tội ông rồi. Đâu có, cô ta là người cứng đầu nhất trong những người phụ nữ mà tôi biết. Hả? Chứ sao, cứng đầu mà còn chảnh nữa chứ. Ai nói với ông vậy? Lại còn cái gì cũng đòi trả công. Thì chính cậu kể là cô ta đi bộ phòng chân rồi ăn giả, đòi trả thêm. Trời ơi, chuyện đó xưa rồi. Rồi bây giờ cô ta bỏ cậu đi, để mặc cậu giải sầu với chai rượu. Thứ phụ nữ gì kỳ quặc vậy? Tới gây chuyện, làm người ta nghiền cãi nhau, bỏ đi cái một. Cô ta không có bỏ đi, mà cô ta chấm dứt hợp đồng. Mặc sát cái hợp đồng đó. Một người như cậu, con gái theo cả đàn cũng không thèm. Mà cô ta... Ôi, đừng nhắc đến cô ta. Ok, rồi, uống. Lấy tinh thần. Mai tớ sẽ chở cậu tới, mắng giùm cô ta cho hả giận. À, nhưng mà... Không được. Cô ta có lỗi gì đâu. Sao vậy? Sợ hả? Không phải. Nhưng mà... Cô ta không có lỗi gì, sao lại đi mắng người ta? Cậu đi, tôi đi. Nè, đừng có giỡn nghe cha nội. Ông mà làm tôi hết đường gặp nàng là ông hết đường về nhà với bà đó. Nàng nữa ha. Nghe ngọt dễ sợ luôn á. Thôi, vô đi. Tôi yêu thiệt rồi ông à. Không một phút nào mà tôi không nghĩ tới cổ. Nói luôn vậy, người ta giúp cho nhanh ông. Ông giúp tôi? Ừ. Uống đi. Cảm ơn ông. Cho thêm bia. Dạ. Dạ con mời bà, con mời bác. Ờ, con đem cái này vào trong cất cho bà đi. Cảm ơn dạ. Cô. Dạ. Cô đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì. Dạ. Dạ thưa bà, con đến đây là để... Cô không cần phải nói, tôi biết hết rồi. Thật lòng thì con cũng chỉ muốn giúp cậu Tuấn Anh thôi, không ngờ làm tổn thương thấy bà và ông chủ. Con hối hận lắm. Không hiểu sao mình từng tuổi này rồi
mà còn cùng lũ trẻ để lừa ông bà. Tôi không trách cô đâu. Thời gian qua, hành trang ở nhà tôi cũng đã để cho chúng tôi hiểu ra nhiều điều. Nhưng giá mà chúng nó có tình cảm thiệt với nhau, có phải tốt hơn không? Nói vậy là bà tha thứ cho Hạnh Trang rồi hả bà? Các cô gái khác ở vào hoàn cảnh của Hạnh Trang vừa rồi chắc là sẽ tìm mọi cách để đặt chân vào gia đình này một cách hợp pháp. Tôi muốn biết hoàn cảnh thật của Hạnh Trang. Chẳng giấu gì với bà, Hạnh Trang là con bé hàng xóm gần nhà con. Bà của Hạnh Trang cũng là thầy dạy nấu bếp cho con. Chẳng may ông bị bệnh nặng mất sớm. Bà cũng biết hoàn cảnh của nhà con rồi đó. Con không có gia đình, không có chồng con, cho nên con thương nó như là con ruột của con vậy đó. Hạnh Trang, nó chăm chỉ, nó học giỏi và thông minh lắm bà. Cũng tại vì mẹ nó bệnh nặng, còn thằng em trai thì đang học dở dang, cho nên nó phải bỏ học để đưa rau cho nhà hàng. Còn số tiền mà cậu Tuấn Anh gửi trả lương hàng tháng cho nó đã cứu sống mẹ nó. Không ngờ Hạnh Trang lại chịu nhiều áp lực đến như vậy. Sao không? Ủa, anh Tuấn Anh, sao anh ở đây? Vô nhà em chơi. Thôi, đem về. Đức Long mới về hả? Dạ. Thôi, anh về. Anh đứng đây đợi em chút đi. Đợi em chút. Khuya rồi em còn tính đi đâu vậy? Dạ, em qua nhà bạn em chút. Lẹ lên đó, chị còn đi ngủ nữa. Dạ. Anh tới đây rồi, sao không vô gặp chị hai em? Đâu có tính tới đây đi gặp chị hai của em đâu. Vậy chứ anh tới đây anh tìm ai? Anh đến tìm em á, anh muốn rủ em đi chơi một chút. Trời ơi, đi chơi giờ này chị hai em xé xác em chết á. Đúng là bà chằn. Thôi không sao đâu, đi Long. Ừ, hai anh em mình ra quán cà phê đầu ngõ nè ha. Ừ, đi. Ê à, có vậy mà anh cao hơn chút xíu đó. Có chuyện gì anh cứ nói với em đi, em làm gián điệp cho anh. Thiệt nghe, không tin vào mắt mình chứ gì. Chị hai của em á đẹp lắm không? Ủa mà chị đi đâu vậy? Bí mật. Con chừng nước tay em nha. Ây da. Anh luôn mơ ước một lần cho giây phút ấy thật gần để anh được nói. Thôi không biết làm thì để đó má làm cho. Em như tia nắng mặt trời long lanh, ánh mắt nụ cười làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết thế gian như ngừng quay trong giây phút này. Là khi anh nói anh có biết ấm áp là gì không? Ấm áp
là khi không phải anh nó ấm quá, mà là khi có người thì thầm với anh, có lạnh không?